Vì kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình hội đáp cùng chuyên gia với chủ đề chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Chương trình đang được phát trên kênh TTV11 Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh. Và ngày hôm nay thì rất vui cũng như là gửi lời cảm ơn đến ông đã dành thời gian tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua thì công tác xóa mù chữ cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và nước và các cấp ngành. Cùng với hoạt động xã hội hóa giáo dục được lan rộng, chế độ chính sách và cơ sở hạ tầng cho người dân nơi đây cũng được chú trọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế nên hoạt động phổ cập giáo dục xóa mù chữ cũng đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng thực hiện bình đẳng giữa các dân tộc. Chương trình ngày hôm nay xin phép được đi sâu về vấn đề này để giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả gửi về cho chương trình, nhất là những khán giả có con em đang theo học trường dân tộc. À vâng thưa ông, câu hỏi đầu tiên xin được đặt cho ông Nguyễn Văn Phước giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông có thể cho biết về tình hình học tập cũng như là chế độ chính sách đối với con em vùng dân tộc thiểu số như thế nào được không ạ? À? À, tức là hiện nay nhà nước mình là rất là quan tâm với lại con em đặc biệt là con em người dân tộc Thế tại sao mà mình phải quan tâm đến con em người dân tộc là bởi vì là các em thường là các em sống ở các cái vùng lân cận thường là con dân tộc thì tập trung ở các cái huyện là như là Tân Châu, Tân Biên ở Tây Ninh ta là Tân Châu, Tân Biên và có một bộ phận ở thành phố cho nên là thường là cái kinh tế các em là rất là khó khăn à, từ cái chỗ khó khăn này nè thì nhà nước có cái chính sách để đặc thù dành riêng cho các em học sinh con dân tộc và đặc biệt là khi mà dành cho các em chính sách này thì đồng thời nhà nước cũng đầu tư về mặt cơ sở vật chất, đầu tư về mặt giáo viên, đầu tư về mặt trang thiết bị giáo dục để nhằm nâng một bậc về mặt chất lượng của các em học sinh dân tộc cùng sánh với là các em học sinh bình thường giống như các em học sinh mà ở các cái trường khác cho nên là cái cái việc mà để nhà nước mà chăm sóc lo như vậy đây là một trong những cái chính sách mà bản thân tôi thấy rằng là nó rất là phù hợp đối với lại cái thực trạng mà các em con em dân tộc mà đang học tập hiện nay. Vâng thưa ông ạ, à. chương trình thì cũng có nhận được thư của vị khán giả có tên viết tắt là NDCN có hỏi hiện nay thì học sinh dân tộc thiểu số học tại trường dân tộc nội trú được hưởng mức hỗ trợ như thế nào ạ? À? Xin mời ông có thể trả lời thư của vị khán giả này được không ạ? À? à, thật ra thì trong cái trong cái, cái 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 hưởng về các cái chế độ mà của các em học sinh á, thì người ta tập trung vào cái cái thông tư số 109 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy thì các em sẽ hưởng được học phí. Các em sẽ có được là học bổng. Rồi trong cái học bổng này á thì nó sẽ theo cái 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 cái, cái học tập của các em học sinh. Có nghĩa là các em nào mà học sinh mà xuất sắc á, thì các em được hưởng là 800 000 nghìn đồng mà trên một năm và những cái em mà học giỏi thì 600 000 đồng và những cái em mà học sinh mà à, thuộc khá đó, thì là được 400 000 đồng như vậy thì với cái đồng cái mức này nè thì nó không phải là cao nhưng mà phần nào đó nhà nước cũng quan tâm quan tâm đến con em dân tộc để ý và và khích lại cái cái tinh thần học tập của các em trong cái thời gian mà các em đang học tập ở nhà trường thì ngoài cái chế độ này ra đó thì còn có cái cái trang cái trang cấp về hiện vật rồi chẳng hạn như là tiền tàu xe rồi hỗ trợ về học phẩm rồi sách giáo khoa rồi chi cho những cái ngày tết nguyên đáng của ngày tết của dân tộc rồi chi cho các hoạt động văn thể rồi, rồi chi về mặt bảo vệ sức khỏe rồi chi về tuyển sinh và thi tốt nghiệp chi tiền điện tiền phục vụ cho, cho các em học sinh nói chung thì trong thông tư một là chín có những cái mức nào thì nhà trường không được phép quên bất kỳ một cái trường hợp nào ở các cái mức mà theo cái thông tư người ta quy định. Vâng vậy thì ngoài ra chúng ta có cái phương thức chi trả hỗ trợ học phí cho học sinh dân tộc thiểu số nếu như mà các em học ở trường công lập khác không ạ? À? Thật ra thì những cái em mà có cái mong muốn mà mà vào trường dân tộc của tây ninh mình á thì các em vẫn hưởng theo cái chế độ một chính còn những cái em mà chẳng hạn như là do gia đình xa xôi hoặc là người ta không mong muốn là vào cái trường đó để gần bố mẹ đó thì các em học sinh này vẫn được hưởng cái chế độ theo cái thông tư một lớp chính đó chứ không phải là không phải là học ở trường dân tộc nội trú được hưởng còn trường khác là không được hưởng có nghĩa là các em sẽ học bất kỳ nơi đâu thì các em sẽ hưởng được theo cái chế độ của nhà nước quy định theo cái thông tư đó À, vâng, vậy thì trong quá trình học để hỗ trợ cũng như là động viên các em nhỏ thì mức học bổng dành cho các em học sinh ở các trường dân tộc nội trú được tính như thế nào ạ? À? Thường thì với cái mức cái, cái mức mà các em để các em hưởng đó thì cái mức mà được nhà nước quy định là 80% cái mức lương tối thiểu của nhà nước quy định trong cái 12, 12 tháng trong năm thì ngoài ra đó thì ở mỗi một cái trường mà đặc biệt là ở trường mà có chính sách mà đặc thù đó, thì có thể người ta vận động về mặt xã hội hóa hay hoặc là những cái nguồn mà à, học bổng chính sách đồng thời cũng là những cái đối tượng mà hưởng về mặt trợ cấp xã hội nè rồi trợ cấp về mặt ưu đãi khác thì vẫn hưởng được những cái trợ cấp ưu đãi đó hoặc là những cái trường À, những cái khi mà có những cái ngày lễ gì đó thì có thể trường vận động bằng cái nguồn xã hội quá có thể hỗ trợ cho các em học sinh. Thí dụ như bây giờ trong trong cái số học sinh tổng số học sinh toàn trường nó như là là chưa khoảng 700 em. Nhưng mà trong đó có năm hoặc bảy em hoặc là 10 em mà có hoàn cảnh đặc biệt người ta có thể dùng cái số tiền đó để hỗ trợ cho các em học sinh khó khăn của cái trường của mình. Ngoài những chế độ mà các em được hưởng, được hưởng Vâng, vậy thì ông có thể cho biết những trường hợp nào thì các em học sinh dân tộc thiểu số không được nhận học bổng cũng như là các khoản phụ cấp được không ạ? Cái, cái cuộc sống đời thường có khi có những em thì nó mạnh khỏe người khi xuyên suốt một năm không có bệnh hoạn nhưng mà có những em thì một năm vậy là các em bệnh hoặc là các em có một cái vấn đề gì đó học tập yếu kém rồi lưu ban này kia thì những cái trường hợp mà gọi là lưu ban đó thì học sinh là chỉ được hưởng được phân nửa của cái mức mức lương mà theo quy định đó theo cái thông tư 109 còn những cái trường hợp mà các em nghỉ quá thời gian quy định đó, thì tất nhiên các em sẽ không được hưởng cái chế độ đó Dạ vâng, vậy thì ngoài những cái chế độ theo quy định cũng như là theo thông tư đã được quy định thì chúng ta sẽ còn có những cái phụ cấp cũng như là khoảng cát dành cho các em trong học sinh dân tộc thiểu số không ạ? À? Đặc biệt là như hồi nãy tôi nói là có thể chế độ của bất kỳ của nhiều người lớn của mình thì có thể chế độ có thể là là một cái một cái bộ phận như mặt sau có thể là có thể là quên hoặc là có một cái vấn đề gì đó mà làm cho cái, cái những cái văn bản có thể ràng buộc có thể thực hiện không được nhưng mà riêng đối với lại con em dân tộc thiểu số thì cái người mà quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đặc biệt là đối với con em thiểu số thì anh không có được phép quên. Đặc biệt là thí dụ tôi nói bây giờ là về chăm sóc y tế là học đường hoặc là chăm sóc về mặt nuôi dưỡng hoặc là cái theo quy định những những cái chế độ mà theo quy định về mặt pháp luật là nhà trường không được phép quên hiệu trưởng của nhà trường cũng như là cán bộ à, của của cái một cái trường học vào đó thì anh không được phép anh quên thật ra thì như hồi nãy tôi nói đó thì ngoài những cái chế độ chính sách mà được nhà nước quy định theo theo thông tư và 109 thì chỉ còn có một cái 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 thêm nữa đó là cái cái xã hội quá thôi ví dụ như bây giờ mình đưa ra các cái vấn đề mình hoặc là mình một năm vậy mình ngồi mình thống kê mình tổng kết lại thì trường mình có bao nhiêu học sinh mà con dân tộc mà học xuất sắc thật sự thì để mình có thể mình xin cái nguồn xã hội quá để mình tạo điều kiện cho các em hoặc là những em nào mà học giỏi mà hoàn cảnh khó khăn tức là nhà trường hoặc là nhất đặc biệt là ngành giáo dục là phải có những cái thông tin đó để bổ trợ cho nhà trường biết rằng là là thí dụ năm nay là công ty A công ty B nào đó người ta có thể là hỗ trợ cho những học sinh mà con dân tộc mà có hoàn cảnh đặc biệt nhưng mà học giỏi thí dụ như vậy đó thì mình ngay lập tức mình sẽ có cái đối tượng đó ngay thì mình sẽ hỗ trợ cho cái cái chính sách gọi là chính sách ngoài mà hồi nãy giống như cô vừa nêu đó có thể chính sách ngoài để hỗ trợ cho các em học sinh của mình trong cái thời gian mà các em học tập tại trường của trường dân tộc hoặc là bất kỳ một cái trường phổ thông nào trong tỉnh. À, thật ra hiện nay đó về phía ngành giáo dục chúng tôi cũng có nhiều cái thứ trăn trở ngành cũng tiếp tục thực hiện đầy đủ các cái chế độ chính sách cho người học rồi à, à, bao gồm các cái chế độ chính sách đặc thù của cái người dân tộc thiểu số và chúng tôi cũng không quên là quan tâm đảm bảo thì các cái điều kiện tốt nhất để duy trì các cái phát triển của trường phổ thông dân tộc nội trú hiện tại thì trường đang nuôi dạy cho khoảng 600 em học sinh của cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông như vậy thì học sinh của cái trường dân tộc nội trú từ thứ hai cho đến thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì tạo điều kiện cho các em về nhà để thăm gia đình đồng thời thì cũng thực hiện được cái đầy đủ những cái chế độ chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các cái trường khác chứ không phải riêng về các trường dân tộc này duy trì và thực hiện tốt cái công tác bảo tồn, rồi phát triển những cái văn hóa, yeah. những cái uh, tiếng nói, rồi uh, chữ viết của dân tộc thiểu số trong và ngoài nhà trường để mà tạo điều kiện để học sinh dân tộc thiểu số có đầy đủ các cái cơ hội giao lưu học tập. Ngoài ra thì ngành giáo dục cũng sẽ tiếp tục phối hợp với lại các sở ban ngành để mà tham mưu uh, các cấp để để có được các cái chế độ chính sách của chính phủ dành cho cái đồng bào dân tộc thiểu số và nhằm nâng cao cái hơn nữa cái chất lượng giáo dục và đào tạo đối với lại cái dân tộc thiểu số trong trên địa bàn tây ninh của của mình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích đến từ ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc sở giáo dục và đào tạo. Kính thưa quý vị, câu trả lời vừa rồi của ông Nguyễn Văn Phước cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể coi những chính sách trên là những căn cứ pháp lý có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục cho trẻ em. Trong đó, nhiều mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể nhắm đến giải quyết các vấn đề còn thiếu hụt của trẻ em dân tộc thiểu số một cách toàn diện, tạo điều kiện cho các em được hưởng quyền lợi xã hội một cách bình đẳng, chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi, có chú trọng đến trẻ em dân tộc thiểu số mà còn nhiều khó khăn, đảm bảo sức khỏe của các em dân tộc thiểu số, qua đó thì tạo điều kiện để các em được tiếp cận với giáo dục và có cơ hội tốt hơn. Một lần nữa, TV xin được gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cũng như theo dõi trong chương trình Hội đáp cùng chuyên gia kỳ này của chúng tôi. Xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại!